Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái bản tin Đoàn Gia Phúc thì tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn một cái bản tin có nội dung là chồng cũ đang sống bị vợ khai tử. Nội dung nó như thế nào thì chúng ta sẽ đón xem ha. Trong chuyến về Việt Nam, một Việt Kiều đang được người quen giới thiệu và kết hôn với một phụ nữ đã ly hôn chồng. Trong hồ sơ được làm để hoàn tất thủ tục đưa con riêng ra định cư với người chồng mới có giấy khai tử của chồng cũ, chỉ đến khi người chồng Việt Kiều khởi kiện đòi vợ chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, mọi người mới ngỡ ngàng ra việc người chồng cũ vẫn còn sống. Thưa quý vị và các bạn, thì cái điều mà chúng ta phải chấp nhận đó là trong cái quá trình mà khi người Việt Nam độc thân thì không nói làm gì, nhưng nếu như trong trường hợp người Việt Nam mình đang có con thì phải có ý kiến của người chồng. Chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tôi cũng có một cái hồ sơ như vậy đó quý vị và các bạn. Khi em đến văn phòng tôi, em bảo rằng là chị Thu ơi, ly hôn cho em. Và sau khi ly hôn hoàn tất thì trong cái bộ hồ sơ kết hôn, sau khi mà làm cái thủ tục gọi là xác nhận tình trạng hôn nhân, thì trong cái bộ hồ sơ để em đi, cái ý kiến của cái người chồng cũ trong cái bản án thì có là em là người trực tiếp nuôi con thì dễ rồi. Thì như vậy phải có ý kiến của người chồng cũ rằng anh đồng ý cho con chung của anh và vợ anh đi nước ngoài. Thì như thế nào đó thì cái phần dịch vụ người ta vẫn làm. Và tôi nghĩ rằng là đây là cái khó trong cái thời gian đó. Và sau này thì có những cái mâu thuẫn thì người ta sẽ gọi là lấy ra để mà được lợi cho bản thân mình thôi. Đòi tài sản sau ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến về Việt Nam, một Việt Kiều được người quen giới thiệu và kết hôn với người phụ nữ đã ly hôn chồng. Trong hồ sơ được làm hoàn tất thủ tục đưa con riêng ra nước ngoài định cư với người chồng mới có giấy khai tử của người chồng cũ, chỉ đến khi người chồng Việt Kiều khởi kiện vợ chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, mọi người mới ngỡ ngàng biết ra người chồng cũ vẫn còn sống. Câu chuyện của Vietnamnet sẽ nói như thế này. Với nhiều tình huống bi hài xảy ra ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, theo hồ sơ khởi kiện gửi đến tòa án và các cơ quan chức năng tỉnh này, ngày 8 tháng 7 vụ việc được xác định như sau. Cuối năm 2000, bà Hoàng Thị Kim Chi và ông Bùi Trọng Liêm được Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt giải quyết cho ly hôn. Những đứa con chung được bà Chi nuôi và ông Liêm có nghĩa vụ chăm nom, giáo dục. Đồng thời ông Liêm tự nguyện góp tiền với bà Chi nuôi con. Nói chung là như thế này nè quý vị và các bạn, trong cái bản án ly hôn, con chung và tranh chấp tài sản chung vợ chồng có 3 mối quan hệ. Thứ nhất là ly hôn, thì tòa án thành phố Đà Lạt đã cho hai ông bà này ly hôn. Và con chung thì ý chí của bà là bà đã trực tiếp nuôi con và ông chồng sẽ là người cấp dưỡng. Riêng đối với tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, các bạn ạ, thì sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta tiếp nhé. 3 năm sau, ông T, một Việt Kiều Mỹ, trong lần về nước được người quen giới thiệu với bà Chi. Hai người có tình cảm với nhau và kết hôn năm 2005 ở bang Florida, Mỹ. Trong thời kỳ hôn nhân, bà Chi không có việc làm và sống bằng thu nhập của ông T. Ngoài ra, người đàn ông gốc Việt này còn rộng lòng bảo lãnh cho con viên của vợ về Mỹ và chu cấp chi phí học hành. Tuy lương hưu của ông T chỉ có 2.500 đô la một tháng, nhưng bù lại, ông tích lũy được một khoản tiền không nhỏ sau nhiều năm sung sống ở Mỹ. Bà Chi trở về Việt Nam và bàn với ông T đem tiền về Đà Lạt mua đất để sinh lợi. Từ năm 2005 đến năm 2010, ông T đã nhiều lần chuyển tiền để vợ mua đất ở Đà Lạt. Theo quy định của pháp luật Việt Nam lúc đó, người có quốc tịch nước ngoài không được đứng tên sở hữu bất động sản, nên ông T để bà Chi đứng
tin giùm. Đầu năm 2011, bà Chi về Việt Nam và ở luôn cho đến nay. Sau nhiều lần liên lạc với vợ để thăm hỏi, ông Tê phát hiện bà Chi có những việc làm không rõ ràng liên quan đến tài sản chung. Cụ thể, bà Chi nói sẽ cầm cố đất đai cho ngân hàng để vay tiền, rồi về Mỹ cùng với ông Tê mua căn nhà khác, khang trang hơn, gần thành phố hơn để tiện cho con đi học. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, ông Tê gọi lại thì vợ tỏ vẻ giận hờn rồi tắt máy liên tục. Nhờ người thân tìm hiểu, ông Tê phát hiện ra vợ mình đã rao bán toàn bộ đất đai với nhiều tỷ đồng và đang xúc tiến việc mua nhà ở Úc. Cho rằng mình bị lừa, ông Tê kiện vợ ra tòa án hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đơn khởi kiện, ông Tê bày tỏ quan niệm tài sản hình thành sau hôn nhân là tài sản chung vợ chồng. Vì vậy, yêu cầu tòa án giải quyết chia phần tài sản của ông trong khối tài sản chung đó. Thưa quý vị và các bạn, đây là một tình trạng rất là phổ biến đối với những người không hẳn là Việt Kiều đã có quốc tịch nước ngoài, Việt Kiều chưa có quốc tịch, mà ngay cả những người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam. Thì khi kết hôn với người Việt Nam thì rõ ràng cái số tiền gốc là số tiền của người nước ngoài. Tuy nhiên, để lách luật hay để một trong trường hợp gì đó thì người nước ngoài hoặc là Việt Kiều phải bấm bụng, cắn răng để cho người Việt Nam đứng tên và cam kết tài sản này được là tài sản riêng của vợ mình. Tuy nhiên, khi mà việc đầu tư mà cái sự tin tưởng trong một cái gia đình thì không nói gì. Tuy nhiên là cơm không lành, canh không ngọt thì chắc chắn là tài sản này sẽ được quyền của người ở Việt Nam và việc kiện tụng chắc chắn sẽ xảy ra. Khai tử cho người sống. Bên cạnh những mập mờ về tài sản của bà Chi, ông Tê còn tố cáo bà này đã làm giả giấy khai tử cho chồng cũ để đưa con sang Mỹ. Luật pháp Mỹ quy định các con của bà Chi muốn sang Mỹ định cư phải được sự đồng ý của cha chúng, tức là ông Bùi Trọng Liêm. Tôi có nói hồi nãy đó, trong cái bộ hồ sơ để đưa con riêng của vợ đi ra nước ngoài thì bắt buộc phải có ý kiến của người chồng. Không thuyết phục được người chồng cũ đồng ý đưa con sang Mỹ định cư, bà Chi đã tìm cách khai tử chồng. Ngày 21 tháng 1 năm 2008, Ủy ban Nhân dân phường 6 thành phố Đà Lạt đã cấp giấy khai tử cho ông Bùi Trọng Liêm. Điều làm cho người khác ngạc nhiên là không có người đi khai tử ký tên, nhưng quy định nghị định của 158/2005, nghị định của chính phủ trong giấy khai tử này. Hơn nữa, thường trú của ông Liêm là phường 9 nhưng phường 6 chứng tử. Thực sự thì theo cái giấy chứng tử này thì tôi cho rằng là chứng tử thì được lập tại nơi thường trú, nơi cư trú cuối cùng trước khi chết, và theo cái quy định 158 về việc khai tử. Không rõ thì ở tại thời điểm này thì phía bên bà bị đơn đã có những cái việc nào mà để có ra được một cái giấy chứng tử không phải có là nơi có hộ khẩu thường trú. Theo tìm hiểu của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, nơi ông Liêm chết theo giấy chứng tử số 38-10 đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt. Nhưng khi chúng tôi tìm đến địa chỉ này thì đây là một khách sạn và hơn 10 năm nay không có ai là tên Liêm chết ở đây. Ngoài ra, sau thời điểm ông Liêm bị khai tử ở Ủy ban Nhân dân phường 6, thì ngày 20 tháng 8 năm 2009, Phó trưởng Công an phường 9 xác minh ông Liêm đang sống ở địa bàn này. Đặc biệt hơn, trên một tờ báo mạng, ông Liêm còn nói rằng mình ngỡ ngàng khi biết tin mình chết trên giấy tờ. Thưa quý vị và các bạn, thì cái việc mà vì một cái động cơ gì đó để được đạt được mục đích thì người ta có thể làm những cái giấy tờ giả để về hộ tịch, để bổ sung, để có những cái lợi ích riêng. Hiện tại thì không phải riêng về việc bổ sung cái giấy chứng tử chết mà hàng loạt những cái
giả chứng từ về giả giấy khai sinh để được lợi về quyền thừa kế, giả về những cái chứng từ khác để có tên trong sổ hộ khẩu chẳng hạn, để sau này họ được lợi một cái vấn đề gì. Thì tôi cho rằng là một cái xã hội nếu chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất những cái việc gian dối trong cái thủ tục hành chính thì xã hội sẽ càng minh bạch hơn. Thôi thì cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, đây là cái sự phân tích của trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi đến quý vị và các bạn, để những mong quý vị và các bạn biết theo quy định của pháp luật Việt Nam có 3 mối quan hệ để chúng ta tranh chấp. Thứ nhất là ly hôn, thứ hai là con chung, thứ ba là tài sản chung. Còn việc cái việc mà khai tử của một người thì thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cái người chết đó thường trú, nơi cư trú cuối cùng của người chết. Và cái việc đó nếu có làm sai thì thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của những người làm, cố tình làm giả cái chứng từ theo thủ tục hành chính. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Long An, Chủ tịch Ủy ban dân phường 6, thành phố Đà Lạt cho biết, ông vừa nhậm chức chủ tịch nên không biết chữ ký trong giấy chứng tử do ông Liêm của nguyên chủ tịch Dương Văn Bình. Ông Bình hiện đã chuyển công tác, còn viết chữ chứng tử, người viết chứng tử hiện đang định cư ở Mỹ. Theo luật sư Nguyễn Thanh Lương, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bến Tre, cần xác định động cơ và hậu quả của hành vi gian dối hành chính những người liên quan. Bởi lẽ nếu mục đích của bà Chi là chỉ đưa con ra nước ngoài thì khác với động cơ chiếm đoạt tài sản của chồng sau. Ngoài ra, các cán bộ phường ký giấy chứng tử nhưng không xác minh kỹ thì phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định của luật cán bộ công chức. Nếu phát hiện vụ lợi đằng sau hành vi gian dối thì tùy theo kết quả mà sẽ có hình thức xử phạt. Hiện đơn khởi kiện của ông Tê đã được chuyển đến tòa án và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng để điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong cái hồ sơ này thì tóm lại chúng ta sẽ được biết gì trong cái vụ kiện này. Nếu như trong trường hợp ông Tê làm đơn tố cáo về việc giả chứng từ làm giấy tờ giả, thì trong mục đích của ông, việc ông đã bà vợ của ông đã ly hôn với người chồng cũ và ông kết hôn với bà là hợp pháp, một cái thủ tục hoàn toàn hợp pháp. Và việc này nếu ông muốn kiện chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân thì ông sẽ khởi kiện đến tòa án thành phố Đà Lạt để trong ba mối quan hệ như tại tôi vẫn nói. Thứ nhất là ly hôn, thứ hai là con chung và tài sản chung. Còn việc cái lý do của việc động cơ mục đích gì đó để làm giả chứng từ thì tôi đồng ý cái quan điểm của luật sư Nguyễn Thanh Lương, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bến Tre. Anh này thì tôi cũng có dịp gặp trong một cái vai trò luật sư có quyền và bảo vệ quyền và lợi ích đối lập trong vụ án dân sự. Tôi cho rằng là xác định động cơ và hậu quả thì động cơ của chị trong việc làm giấy tờ này là để được cho con được đi nước ngoài. Còn cái việc hậu quả để cho một cái người này chết thì đó là thuộc về các cơ quan và nhận thấy hậu quả như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, rất là mong muốn được đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi có liên quan thì hãy liên lạc với luật sư qua cái địa chỉ và số điện thoại tôi để ở đường link ở phía dưới. Nếu quý vị và các bạn nếu trong trường hợp cần thiết phải điện thoại cho luật sư thì xin điện vào khung giờ 8 hay 9 giờ Việt Nam theo số điện thoại 0903 392 861. Tôi xin trân trọng cảm ơn.